hai năm mang một túi đồ lòng hằng mong khổ quá rồi. Kính thưa cùng toàn thể chú vị, bắt đầu chương trình Phật pháp hành trình trong buổi trưa, thời gian từ 9 giờ từ 10 giờ tới 10 giờ 45 là đến chỗ Pháp Hòa. Trong thời gian này thì chúng ta sẽ đọc một đoạn giảng và bắt đầu vô chương trình nghi vấn. Có đợi dưới chuẩn bị câu hỏi nghe, không ai hỏi tôi hỏi giùm nha. Trước khi vào chương trình thì giờ đây là đọc lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy do đọc giảng viên thành phố Hồ Chí Minh phụng ngâm qua lời Châu Ngọc Đức Thầy. Mời toàn thể chúng vị cùng lắng nghe. Chương trình mạnh mạnh lên kê, mình nổi sóng nổi gió lên kê, giống như nãy mình xuống biển để sóng gió mà bạn bạn. Bây giờ tiếp tục chương trình trao đổi qua những đoạn sóng theo của Đức Thầy. Trong cái buổi trưa ngày hôm nay mình thời gian mình nếu mà mình nhanh đó là mình được hai câu hỏi, còn nếu mà chậm là chỉ một câu mà thôi. Bây giờ ai chỉ hướng nào ạ? Nhãn hả bảy hỏi không là chứ người em vậy chứ quân trình bày ăn nợ và nghiệp nợ. Ăn nợ về nghiệp nợ. Ăn nợ là ăn thiếu nợ, nghiệp nợ là tay tự ta thiếu nợ, là cả hai đều gọi là ăn nợ nghiệp nợ. Ăn là gì? Ăn nợ gì nghiệp nợ. Vậy là bắt đầu thực hiện theo cái nhu cầu đầu tiên của chị Bảy ở thành phố. Nằm ngoài cái chương trình sám giảng của thầy, đặt một cái nghi vấn trong lĩnh vực của cuộc sống, đó là ăn nợ và nghiệp nợ. Đây là câu hỏi đặc biệt mà đôi khi chúng ta lại vô tình không lưu tâm ở điểm này. Bây giờ trước tiên á, muốn biết cái phạm trù như thế này thì chúng ta phải hiểu xong chỗ Đức Thầy nói là tu đền đỡ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Hai cái từ ăn nợ và nghiệp nợ đó là nằm phạm trù trong cái câu giảng này của Đức Thầy. Bởi vì trong cái từ mà nợ thế á, là gồm có ăn nợ và nghiệp nợ. Trong ăn nợ á,
nhân gian có câu rất là hay, gọi là thi ân bất cầu báo, tức là hôm mà làm ơn á là không bao giờ mong cầu đây rồi. Nhưng mà mặc quân tử á thì thọ ơn mặc dông, đó là nằm phạm trù cho ăn nợ. Còn nghiệp nợ á thì có câu khác hơn: quả phước đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả nan tàn. Tức là nói tính chất nhân quả, hô tạo nghiệp rồi đó, chạy trời cũng không khỏi nắng, trốn đâu cho khỏi tay bà hả con? Chạy đâu cái nào được chứ, chạy đâu cho khỏi tay ông mày. Đây đó là do đâu? Là do bắt đầu vào cái nghiệp nợ. Mà dù là ăn nợ hay là nghiệp nợ thì chúng ta cũng phải chấp nhận để đền trả. Vì vậy cho nên thì nó là nợ thế đền xong mong giải lão, hiền thằng hiếu nghĩa, sách ghi biên. Chính vì vậy cho nên á, chúng ta bắt đầu á là muốn hoàn thiện cái chỗ á ăn nợ và nghiệp nợ này, thì cái điều kiện đầu tiên chúng ta cần phải biết cái nào gọi là ăn nợ. Ăn nợ trong xã hội hiện nay có một cái lập trình mà bản thân chúng ta cũng không chấp nhận được, khi không chấp nhận. Ví dụ mình nói thế này nè, có một ông đạo kia của một đồng đạo đó đi chùa, hay là lợi cơ sở ban chi sự, hay là tổ chức đám thiện gì đó, rồi sau đó dùng một bữa cơm, cái gì cái nói không, tôi ăn tôi sợ mắc nợ, đâu chưa ăn à, lại ăn cơm chùa thì sợ mắc cái nợ chùa, lễ nhà đồng đạo ăn cơm thì sợ mắc nợ đồng đạo, thọ nhận ở đâu sợ mắc nợ chỗ đó. Thì cái này người ta gọi là sợ cái ân nợ. Trong tất cả các cái nợ đều phải trả, nhưng mà ăn nợ cũng phải trả và nghiệp nợ cũng phải trả, nhưng mà nó nằm ở phạm trù thứ hai. Ví dụ như trong cái ăn nợ đó là nó vay trả bằng cách thuận thảo với nhau mà vay trả, giống như mà nó ví dụ đi đơn giản, khi chúng ta gieo một cái ăn nợ và khi bắt đầu trả một cái ăn nợ đó, là hai trường hợp hoàn toàn nó đẩy cho hai cái tình huống đi vào chỗ niềm vui. Ví dụ cái người này đó có thể là tạo cho người kia một cái cơ hội sống là ăn nợ, nếu có trả đó là cái người kia phải buộc tạo ra cho người này có cái cơ hội sống, là được gọi là cứu với nhau cùng sống, gọi là ăn nợ. Nhưng mà nói về nghiệp nợ đó là mình cố tình cho mình gieo cho ta chết, thì cuối cùng khi ta trả mình đó cũng là phải là trả chết, cho nên gọi là nghiệp nợ. Cái câu chuyện ăn nợ á, nó có chuyện thế này, trong thời kỳ của Đức Phật nghe hơi vui một chút. Là có một vị tỳ kheo, ông đang thuyết pháp, thì ông trưởng giả đó, ông thấy ông này thuyết pháp hay quá, cho nên ông mới thỉnh. Ông nói thôi, tôi thấy ông nói chuyện hay quá, ông ca cũng hay, ông làm gì cũng hay, chân tôi không biết ông đang nói cái gì, nhưng mà ở chỗ tôi á cần những cái người như ông lắm, ông ấy ông qua nước tôi đi. Ông sư ổng không nói không rằng, ổng chấp nhận ông đi. Thì trước khi đi thì ông trưởng giả này đó, ông mới mượn cái ông gặp ông bạn, ông mới giới thiệu ông bạn mình đó là mình có cái ông như vậy đó. Thì sau cái ông này trình bày về kiến thức và tu tập của mình, ông bạn kia thấy hay quá, ông nói bây giờ á tôi nói như thế này nè, tôi cũng là thương buôn, anh là thương buôn, hỏi anh bán cái ông này cho tôi đi. Ông kia nói đâu được, ông này là ông hay tôi chọn trước đâu bán cho anh được. Cái năng nỉ hoài, cuối cùng á ông kia nói thôi kệ đi, nếu anh muốn mua tôi bán cho anh 8 vạn lượng đó, 8 vạn lượng. Ông này mua liền, mua. Sau khi mua xong rồi đó thì bắt đầu lại làm giấy trao đổi đi á, thì lúc này ông sư tự nhiên ông dùng thần thông ông bay thuốc công mà mua ông quát lại, nó đâu được, tôi mua ông rồi 8 vạn lượng mà ông đâu có đi được. Thì ông nghe sư nói ở đây không có mua bán gì hết trơn á, ta chỉ là cái người làm chứng cho hai ông mà thôi. Hai ông lúc trước á là bè bạn chơi với nhau, ông á là mượn ông này đó là 8 lượng vàng mà không có trả, ta buộc phải theo chứng nhận vậy cho đến hôm nay đó, là đến phải trả là phải trả lại 8 vạn lượng vàng. Cái tiền lời là vậy đó. Vậy là hai ông đồng ý trả nợ, nhưng mà trả trong cái ăn nợ để bù đắp lại với nhau. Còn trong tính chất của nghiệp nợ á, để Biên nhớ câu chuyện gần gũi nhất mà đi mới có kể là liên quan tới Cư Đa. Trong Cư Đa, trong thời gian Cư Đa khi thành tiên đạo đó, thì ông vẫn có hai vị đệ tử, gọi là hai vị đồng nữ đó, để thầy hầu phục vụ cơm nước, cái là đi di chuyển để mà xuống thế gian này đó để khất thực.
thì hai vị này là mình gọi đồng nam đồng nữ mà tuổi còn trẻ. Thì trên đường đi về, trên đường đi về thì trời nắng rồi mệt, đi xuống suối múc nước uống, uống xong rồi bắt đầu mới tắm, mới tắm rồi mới phát nước giỡn với nhau. Tức là trong lúc mà giỡn hết với nhau đó thì cái kết quả là gì? Cái kết quả là cái người nam á bị sanh tâm, thì thấy cái tướng người phụ nữ đó sanh tâm. Thì khi sanh tâm á, bắt đầu á là mới có hành động theo tính cách của người thường. Cái người phụ nữ lúc này không có đáp ứng, và sau đó đó mới cố tình đó là đẩy anh nam ra xa, nhưng mà đẩy mạnh quá đi, cuối cùng cái ông này là ông da đầu vô đá ông á, bảy đầu chết. Khi bảy đầu mất rồi đó, cái người phụ nữ này không dám về báo với thầy luôn, âm thầm trốn luôn. Mặc dù nghĩ tưởng thời gian đó trôi qua, bà đi qua một chỗ khác và sống và tu tập tiếp tục. Trải qua như vậy đó là 18 năm sau, tự nhiên có một anh chàng thiếu niên ở dưới chân núi, anh lang thang lứ thứ, anh lên tới trước cửa nhà của cô, cái cấp của anh Xỉu. Anh Xỉu rồi sau đó cô thấy tội nghiệp quá, cô phải đem vô cô chăm sóc rồi cho ăn. Rồi khi anh tỉnh dậy rồi đó, bắt đầu á mấy anh xin ở làm công quả, biết dọn chùa chiền vì hoàn cảnh gia đình không còn thời gian nữa. Nhưng mà không ngờ thời gian tiếp cận đồng sinh tình cảm, từ chỗ sinh tình cảm đó bắt đầu đến với nhau là vợ chồng. Khi đến với nhau vợ chồng rồi đó thì hồi lúc mà nó thương bao nhiêu đó, tự nhiên lúc này nó ghét lại bao nhiêu. Tự nhiên lúc này cái anh chàng đó đó, mỗi lần anh gặp chỉ là tự nhiên anh sợ, anh gần như là anh cái tư tưởng rất là hận, muốn giết cho rồi. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, cho nên đánh đập hành hạ rất là nhiều, rất là nhiều. Cho đến một hôm nọ đó, anh sau khi anh xuống thế gì đi xuống núi, anh uống rượu đã rồi đó, thì bắt đầu chuyến này đó anh quyết định đó là anh về anh sẽ giết vợ anh luôn. Thì sau khi anh quyết định như vậy thì bất tử đó, anh chưa kịp uống thì anh gặp ông già. Ông già đó ông nói thôi để ta giúp cho ngươi để thoát khỏi vấn đề này, ngươi chỉ cần uống bình rượu này là ngươi sẽ thoát khỏi mọi cái đau khổ. Thế là anh ta liền uống ngay cái bình rượu đó, mục đích là uống xong đó là khi say lên là giết vợ mình luôn. Nhưng mà khi anh uống xong rồi đó thì tự nhiên anh xỉu ngang, và trong cái giấc mơ của anh đó anh thấy lại cái nghiệp của mình lúc trước. Và anh vừa tỉnh dậy đó là lúc đó ông Cự Đại xuất hiện, ông nói đây là quan gia giữa ngươi và cái người này, từ đây về sau nên giải, không nên kết nữa. Thì cái này gọi là nghiệp nợ. Cái nghiệp nợ á cũng phải trả, cái ăn nợ có trả, sát giết dao thường một mạng. Có ai nhớ mỗi chuyện bên thầy không? Mỗi chuyện con cá sấu nhớ không? Đức thầy mà trị bệnh cho một cái người mà cái người mà bị cá sấu nhập đó. Trong câu chuyện đó hiện nay á thì ở một số người không cho rằng câu chuyện đó là có thật. Nhưng trong cái bộ phận của Trung ương Giáo hội mình ngày xưa đó xác định câu chuyện là câu chuyện có thật. Trong thời gian đức thầy tại tu đình bắt đầu trị bệnh đó, thì một hôm nọ có một bệnh nhân đến đi trị bệnh, nhưng mà ông không chịu đem con mình lên. Ông nói với đức thầy, nói không được, chỉ cần là 4-5 người bắt nó được, tại vì nó rất là mạnh. Nó thầy nói không sao, cứ giữ sức đem lên đi. Thì khi đó đó thầy mới nói là tại vì ông trai ông giết mẹ con người ta, bây giờ ta trả lại như vậy có gì đâu, không có sao đâu, xuống bắt lên đi. Nhưng mà vẫn không dám. Thì cuối cùng á thầy mới xuống, thầy mới nói thôi bây giờ á là người ta cũng hiểu được cái sai rồi, nên tha cho người ta đi, đừng có phá nữa. Vậy là số là trong khoảng thời gian đâu một tuần trước gì đó, ông là người đi săn. Sau khi đi săn rồi đó là ông gặp hai con cá sấu, một con cá sấu mẹ, cá sấu con đang trôi lên ở mùa nước nổi. Vậy là ông quyết định đó là bắt con cá sấu con. Khi đâm cá sấu con xong rồi, cá sấu mẹ nó gần gũi, vậy là ông đâm luôn cả hai con, bắt hai con một lượt một. Và cuối cùng cái quan đó đó, quan hồn cá sấu á bắt đầu á nhập vô người con của ổng. Là từ đó về sau con của ổng bắt đầu nó nằm dưới nước liên tục, mà trên da nó nổi lên những cái mục nói chung là nó nổi rất là đáng sợ, không chịu lên bờ, không ai bắt được chân. Khi nghe đức thầy á trị bệnh đầu đời, ông mới quyết định đó là ông xuống tìm đức thầy để nhờ thầy trị bệnh. Thì thầy mới nói đó là do nhân quả, ông giết cả mẹ con người ta thì bây giờ á người ta đòi lại chứ có gì đâu. Thôi thầy mới nói thôi, người ta đã hiểu được cái sai rồi nên tha,
thì lúc đó chỉ cần cái người đó dùng mình thay đổ nước cái dùng mình là xong, cái người đó tỉnh dậy không còn bị hành hạ nữa, thì cái này gọi là nghiệp nợ. Cho nên á, cái từ mà thầy nói nợ thế đền xong mong gia lão hay là tu đền nợ thế cho rồi, là chúng ta phải xác định á, là trong vị tiến mình đang sống hiện nay, chúng ta đang nằm trong ăn nợ hay là nghiệp nợ. Nhưng mà dầu cho ăn nợ mình cũng phải trả, và nghiệp nợ mình cũng phải trả, và chúng ta cần phải tránh cái vấn đề gọi là ăn nợ hay nghiệp nợ. Bởi vì á, chúng ta cứ nghĩ rằng là tất cả mọi việc duyên đến, tự do thọ nhận, tự do nhu cầu, tự do cho mọi phương tiện. Nhưng nếu chúng ta sai sót á, thì chúng ta vẫn tiếp tục trả cái nợ này. Nợ thuận thì trả theo nợ thuận. Cho nên á, Phật giáo có câu nói rất là đáng ngại, tức là thập phương nhất lập mễ như đại tu di sơn, thực liễu bắt tu đạo phi mau đáy giác quần. Vậy là chấp nhận là phải đền trả. Vẫn nhớ là câu chuyện Đức Phật ngày xưa đúng không? Khi bà Bạc Lợi Phu Nhân, bà Hoàng hậu Bạc Lợi Phu Nhân, vua của vợ của ông vua Ba Tư Nạc, bất cứ bà đi đâu cũng có bốn cái người hầu khiêng bà đi đó, bốn người thái giám đó khiêng bà đi đó. Thì lúc này á, Đức Phật mới nói tại sao á bà dám bắt bốn vị thầy của bà lại khiêng bà đi. Bà nói thưa Thế Tôn, không, đây là bốn người hầu của con. Đức Phật nói đó là bốn vị thầy của bà đó. Đức Phật mới nói là trong nhiều kiếp trước á, bà cũng là một Phật tử thích cúng dường tam bảo, thực hành thiện hạnh. Tuy nhiên trong số đó có người thật tu và người giả tu, như là có bốn cái người chuyên sống về cái nghề cướp trộm giật dọc. Thấy cái việc cướp trộm giật dọc nó khó khăn quá đi, mà thấy cái người tu mà được ăn ái ưu đãi đó, cho nên á quyết định đó là không cướp trộm giật dọc nữa, bắt đầu đóng vai là một cái người tu. Từ chỗ đóng vai là một người tu đó đó, cho nên bà như thấy như vậy, bà đâu biết đâu cái người đó là tu thật hay tu giả. Vì vậy cho nên á, bà quyết định á là bà xây một cái thất cho bốn người ở tu. Nhưng mà thật chất bốn người này ở đó không có tu tập, không hành đạo, không lo tu tập gì cả, chỉ suốt ngày hưởng thụ trong cuộc sống. Sau khi mãn kiếp không đủ phước báo công đức để thành tựu đạo nghiệp, và cái quả thọ và mang đó phải có, bắt buộc á phải đầu thai trở lại á là bốn người khiêng kiệu để hầu lại cho bà. Lúc đó cái phước bà lớn, bà lên làm hoàng hậu rồi. Sau khi Đức Phật nói xong á thì bốn người đó lại nói như thế này: muôn câu hoàng hậu, Đức Phật ghét chúng tôi, Đức Phật không ưa chúng tôi, Đức Phật nói như vậy là cho hoàng hậu đuổi tôi đó, cho nên hoàng hậu đừng có đuổi được cái nghe lời Đức Phật, không có đâu, chúng tôi và hoàng hậu không có cái vấn đề gì liên quan nhân quả chừng á. Mặc dù là nói như vậy, nhưng khi Đức Phật nói chừng nào cái duyên nó hết á thì mọi việc sẽ được hóa giải. Tuy nhiên một thời gian sau cái nhân đã hết thì tự nhiên á cái tình cảm nó cũng không còn, tự nhiên bốn người từ từ chia tay với bà, mọi người đều đi về một nơi của mình. Thì đó gọi là tính chất của nghiệp nợ. Trong nghiệp nợ á, nó vẫn có thuận nợ và nghịch nợ. Cái thuận nợ và nghịch nợ đều trả như nhau, nhưng mà cái nghịch nợ là trả đau, được gọi là trả trong hành hạ. Giống như có cái câu nói, câu chuyện vui vui thôi nghe. Thế bà kia bà than một cái bởi chữ tàn gia luôn. Bà nói ông chồng bà dòng cái này dòng cái kia dòng cái nọ, bà nói đủ thứ mọi mặt. Ngày nào mình đi phơi lúa mướn mà cũng nghe bà chữ hết. Cũng nghe bà đi ra đi phơi lúa mướn cho bà, mà bà nghe bà chữ chồng bà tối ngày. Cái lúc này mình nói câu thế này đó: chàng ơi, bà an tâm đi, bây giờ bảo hành là bà làm sao thì sau này bà đầu thai làm nam, bà hành hạ ông lại gan gì quề, khỏi cần chữ mất công mệt. Bà nói không, tao không đâu, tao không có đầu thai làm gì trên dòng cái thằng cha, tao không muốn sống chung với cha nữa. Nhưng mà không có đâu, cái chỗ nhân quả chả đâu giờ. Ví dụ hôm nay đi, ta thiếu nợ mình, không lẽ mình đi qua Mỹ mình đòi, thì ai thiếu nợ mình thì mình đòi ngay người đó. Hồi kiếp trước nó làm chồng làm cha mình, nó quánh nó đập nó hành hạ mình, cái sau này mình làm chồng làm cha mình, nó quánh đập nó lại quề mà quánh lố thì bắt đầu nó đầu thai quánh lại, thì cái kết quả của nhân quả nó từng quần. Trong kinh Đức Phật nói vấn đề đó rất là rõ, có khi trả ba bốn đời năm bảy đời. Cho nên cái người hiểu đạo lý, tại sao mình nói đức thầy mà hay chỗ này nè, mình giờ mình lại thầy là mình năm mấy chục lần cũng được. Trong tinh thần á, cái chỗ mà thầy nói là cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, và đồng cái chỗ là ngũ nguyên cầu Phật tổ Phật thầy từng bi xá tội đệ tử tiêu tai tình sự, nó đồng nghĩa với một điều đó là mình thiếu nợ mình sẵn sàng trả, ai dai mình đó mình cho luôn để dứt trừ tất cả những cái quan khiên về sau, không còn muốn đeo đấm dằn da nữa, không muốn một dính dáng tới chỗ là dân gọi là
là dương dứ dằn da dán dằn dờ đó, để đưa vào tình huống là dán dương dơ dẫn diệt du dơ, rồi lần lần cho tới là lâm ly lai láng lòng lưu liến đến mức độ lủi lủi tới tới là thắt thở thương thập thấy thẳng thơ, như vậy nó đuối. Cho nên nếu mà phải là nhân đó thì chấp nhận trả, nếu phải mình gieo chấp nhận trả, không phải mà quả từ nơi gia đình mình chấp nhận buông. Để như vậy để quyết một định là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát bay đầu dứt cuộc luân hồi. Cho nên chúng ta phải biết dừng lại lãnh vực này, nhưng mà không dừng lại đó chúng ta sẽ chấp nhận đầu quân á, đầu quân nan nỉ nhiệt tình để trả. Cho nên nó có những cái cuộc tình mà cái cầu xin gian giái lễ bái để được phụng thờ, còn có những cuộc tình mà nói là coi như là trốn chạy mà chẳng được theo đuổi nước, đó là gì? Nó nằm trong tình huống của nhân và quả. Chính vì vậy cho nên á, hai cái từ ăn nợ và nghiệp nợ nói chung, nhưng nó bao hàm tổng thể của sự sống con người trong tam giới nhân gian này. Tất cả những người nào đó chưa vượt ngoài tam giới đó thì gần như đều dính vào chỗ ăn nợ và nghiệp nợ. Và nó khéo có cái là trong cái nghiệp thiện nhiều thì sống ở chỗ cảnh giới tốt lành nhiều, và cái nghiệp ác nhiều đó phải đòi vào chỗ sâu xa nhiều chừng nấy. Và đến nhân á, nhân gieo đến quả thì bắt đầu là phải có để hưởng. Nếu mà gieo á nhân thiện á hưởng quả thiện, gieo nhân ác á hưởng quả ác. Chứ như trồng cây lành thì quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chăng mắt. Còn nếu như mà gieo ác đó thì nó là quả bắt lành chưa trả gia thêm, lúc này nó vô cùng rối. Chính vì vậy cho nên khi chúng ta xác định được hai yếu tố này đó, chúng ta chỉ cần cẩn thận ở trong tiến trình gieo nhân và quả, mà chúng ta cẩn thận từ góc độ nào, đó là cẩn thận từ góc độ là tham sân và si, cẩn thận từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đây là chương trình đại cương vậy thôi, đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vỗ tay, yếu quá. Vỗ tay.